Chính xác nhất lúc này chính thức có câu trả lời cho bà con chờ đợi sau bao nhiêu giờ đồng hồ. Thầy Minh Tuệ chính thức chấm dứt bộ hành ẩn tu. Tất cả chư vị tăng ni ai đã về nhà nấy, tất cả giải tán. Thầy không ra ha? Dạ, thầy không ra, thầy nói là nhà thì nghỉ thôi. Dạ. Thầy cũng nghỉ thôi chứ thầy không thể ra được. Thầy sức khỏe thầy bây giờ thầy đoạn thầy không ra được. Mọi người đến đây thầy cảm ơn và mang phước lành về nhà. Thầy nói vậy đó, thầy chỉ có tin. Một thông tin mới nhất mà đây đó Cà Mau muốn gửi đến toàn thể cộng đồng vào buổi chiều hôm nay thì cũng đã xế chiều rồi. Hồi sáng tới giờ là tất cả mọi người đang có mặt tại Huế cũng đang nỗ lực để hòng tìm kiếm những cái thông tin chính xác nhất về thầy Minh Tuệ vào lúc này, rằng là thầy đang ở đâu. Dẫu một cái thông tin nhỏ nhoi thôi cũng khiến cho tất cả bà con an lòng. Cho dù thầy tu ở một nơi lâm sơn cùng cốc nào đó, chúng ta cũng có được một giấc ngủ ngon. Khi cả nước, thậm chí trong và ngoài nước, khi buổi sáng đột ngột là mất thầy chóng vánh, bây giờ không biết thầy đi đâu, làm tất cả mọi người giống như ngồi trên đống lửa, đống than, nhảy dựng lên hết thảy, thì đó cũng thật sự là hoang mang. Nhưng bây giờ con có một thông tin này, con gửi đến cô chú anh chị, rằng theo như con được biết thôi, còn nguồn thì con không tiết lộ, là thầy vẫn bình an vô sự. Thầy sẽ đến một nơi được gọi là Lâm Sơn Cùng Cốc để thầy tu. Rồi để một mai là trên bước đường đạo của thầy sẽ được vững chãi. Còn tiếp tục như thế thì chỉ có đường gối loạn mà thôi. Và được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng nhà nước thì con thật sự con cảm ơn là các cơ quan, các ban ngành đã hỗ trợ hết mình. Và trước cái dấu hiệu ngày hôm qua, trước cái buổi chiều đó, là trước khi thầy nghỉ đó, là con cũng đã cảm nhận được cái linh tính là một cái điều gì đó sẽ diễn ra vào ngày mai. Tại vì không khi nào mà lực lượng chức năng đứng dày đường như vậy. Không bao giờ mà lực lượng chức năng lại hỗ trợ trước khi thầy nghỉ mà lại chặn 2-3 lớp đường. Giả sử như hôm bây giờ con đang ở đây cách thầy 3 cây số, thì trong vòng 3 cây số tới có 3 chốt chặn khác nhau. Cho dù xe lưu thông Bắc Nam cũng phải dừng, cho dù bà con đi đường cũng phải dừng, dù không ai liên can đến sư Minh Tuệ cũng phải dừng. Khi nào thầy nghỉ ngơi không còn bóng dáng của thầy nữa thì lúc đó tất cả xe và đoàn người và người đi đường mới được lưu thông. Thì điều đó là hàm ý là để chia cách ra, để cắt cái đuôi bà con mình đeo bám, rồi sau đó di chuyển đưa thầy đến một nơi khác để cho thầy được an toàn. Rồi mai này là sẽ đưa thầy đi một cái vào một nơi lâm sơn cùng cốc nào đó hay là núi non gì đó để thầy tu, để cho cái bước đường tu của thầy là được vững chãi. Và cái sức khỏe của thầy nếu như tiếp tục cái dặm trường như thế này là cũng không ổn. Bởi vì buổi sáng hôm qua là con thấy là thầy đã yếu lắm rồi. Con nói thiệt, thầy ốm trên dưới là theo như con cảm nhận bằng mắt thường đó, không trên nổi 40 kg. Thì quý vị thấy có sót không? Cái điều này thật sự mà nói con thấy nó cũng đúng. Còn một số giả thuyết cho rằng thầy đi trên ngọn núi nào đó dôm xa dôm gần, thì quả thật cái điều đó là không có cái thông tin chính xác nha cô chú. Tại vì chỉ là phỏng đoán của mọi người dân ở đó thôi. Tại vì họ xa xa thấp thoáng mà bằng cái điện thoại mà dôm lên 2-3 cây số, làm sao mà thấy được. Chỉ là những lời đoán mò thôi. Và hiện giờ con công bố là tất cả ai sẽ về nhà nấy. Và chính quyền địa phương buổi sáng cũng nói rằng là quý vị nên giải tán, ai về nhà nấy. Cái điều này là con tán thành, con tán dương. Và bản thân con, dù hôm qua con có đi cùng đi chăng nữa, con cũng đứng từ xa con quay, con giữ trật tự an ninh nề nếp cho tất cả mọi người. Mỗi một cá nhân mình góp phần là sẽ tạo nên một cái, dù là nó nhỏ nhưng mà nó cũng là một phần trong sạch. Rồi hôm nay là khi nhận được cái thông báo đó thì con cũng biết được rằng là, nhưng mà nguồn cung cấp thông tin là con sẽ không có được tiết lộ nha. Con chỉ nói cho mọi người rằng hiện giờ là trong tất cả các vị sư thầy đó, ai cũng về nhà nấy cả. Nói chung là mạnh ai nấy tu. Mỗi người nào thì người đó tu. Kẻ ở miền Nam thì về miền Nam, kẻ ở miền Bắc thì về miền Bắc. Còn tất cả mọi người Phật tử là cũng sẽ như vậy. Rồi chúng ta cứ yên tâm và cứ yên chí. Tại vì đường tu của thầy sẽ vững chãi thôi. Nhưng tại vì tu là không quan trọng bó buộc mình vào con đường nào. Giả sử như thầy an cư
ở một nơi nào đó để ổn định, để lập một cái am cốc nào đó thầy tu cũng được. Tại vì ở đây là thầy cũng đã trải nghiệm bộ hành 5-6 năm nay rồi chứ không phải mới đi. Và những gì thầy gieo duyên là cũng đủ rồi. Và buổi sáng cũng có một cô chia sẻ trên TikTok, nhưng mà con cũng không có tiện ghi hình lại, là cô nói thầy không trực tiếp xuất hiện nhưng có người khác xuất hiện thông báo nói rằng tất cả bà con mình tới đây là đã vui lắm rồi, thì đã hạnh phúc rồi, bà con mình hãy về nhà đi, hãy trở lại với cuộc sống đời thường của mình đi, chứ đừng có cuốn vào cái dòng sấy này nữa. Mình quan trọng là mình đi đây để gieo duyên, và mình gieo duyên được cái gì mình về mình áp dụng cho cuộc sống của mình, thì thầy cũng cầu chúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Cái điều này có phải rằng là tốt không quý vị? Giờ quý vị nghe qua cái thông tin này thì quý vị hãy là cứ yên chí, mà mình thấy được thầy những gì, cho dù mình chưa có cái duyên đi gặp ngoài đời, nhưng ít ra mình cũng đã từng thấy sư qua mạng, thấy sư hành trì, thấy sư gieo duyên con đường đạo. Mình áp dụng được cái gì thì mình về mình áp dụng cho bản thân. Còn trả lời về cái sự việc là từ hồi trưa tới giờ là bà con mình là bị dẫn dắt bởi dư luận cũng khá nhiều, là nghe theo nhiều cái luồng tin là nó không có chính xác. Rồi kẻ thì nói thầy đang đèo Hải Vân, người thì nói thầy đang ở trong lùm cây, rồi người kia thì nói thầy ở trên núi. Nhưng thật sự có phải vậy không? Từ hồi sáng là cơ quan chức năng đã cấm ghi hình, cấm livestream trực tiếp, thì không có cái chuyện mà thầy đang ở đó. Giả sử như thầy đang được sắp xếp ở đâu đi, thì không có cái chuyện có một YouTube hay là một cái TikTok nào là được quay, không có một ai có cửa để ghi hình cả. Thì những điều đó là hoàn toàn không chính xác. Tại vì có nhiều cuộc gọi lại cho con nói rằng em ơi, chị phát hiện là kênh kia đăng thầy đang ở đó. Rồi con ơi, cô phát hiện là kênh nọ đăng là thầy đang ở chỗ kia. Nhưng thực chất là hoàn toàn không có thật. Hiện giờ cho dù con có đưa cái thông tin này, gần là ai về nhà nấy, và con biết được gần thầy đang an toàn ở một nơi để tu hành, nhưng mà còn vị trí chính xác là chỗ nào thì chỉ có thầy mới biết, chứ hoàn toàn là không ai được biết. Và thầy đi biến mất một cách không dấu vết, không để lại dấu vết gì, thậm chí chỉ còn lại cái miếng ga, cái miếng chăn mà để lót để cho thầy ngồi đó, và các chư tăng đó. Là theo như một số anh em ghi hình lại là đi theo kiểu nó rất vội vàng và không kịp gấp lại những miếng đó, giống như tác phong của thầy ngày bình thường. Ngày bình thường trước khi đi, trước khi rời khỏi, thầy sẽ cẩn thận và xếp những cái tấm này rất là tỉ mỉ, chứ không phải như vậy. Còn đằng này là tất cả mọi thứ hiện trường còn nguyên đó. Thì quý vị thấy đi, có phải là họ đi rất gấp không? Tại vì cán bộ đang chặn 2-3 lớp chặn, hôm qua con cũng thấy kỳ kỳ. Có nghĩa là mình suy nghĩ lại cái diễn biến, thì sáng nay con mới biết tại sao rằng là bây giờ thầy biến mất mà không dấu vết. Tại vì khi cán bộ đã thiết lập đó thì đã có cái ý là để cắt đuôi tất cả mọi người đi theo, thì đó là một cách làm chính xác. Chứ nếu như mà cho mọi người đi luôn tuồng, thì giả sử như đưa thầy lên xe để di chuyển về một chỗ khác đi, thì bó tay. Tại vì vốn dĩ là bà con mình là cứ đeo bám và sẽ biết thầy đi hướng nào, rồi biết thầy đi đâu. Cái điều đó thì coi như người ta làm cũng như không rồi. Nên cái cách làm mà quý vị mà có mặt trực tiếp tại đó, hay là có theo dõi những cái video đó, là sẽ thấy anh em chia sẻ lên công an chặn rất là nhiều đoạn. Nhiều đoạn đó là để cho bà con mình đừng có vượt qua, để cho cái đoàn thầy đi, để không còn ai đeo bám, bị chặn lại, người đi bộ cũng bị chặn. Và ở đây thì không còn ai đeo bám rồi, thì có phải là dễ dàng cắt đuôi để đưa thầy di chuyển các sư thầy qua một nơi khác không? Còn một thông tin đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn đúng về cái câu chuyện mà con đang nói rằng ai sẽ về nhà nấy, phía Bắc sẽ về phía Bắc. Tại trên một chuyến xe về phía Bắc đó có thầy Kim Cang, rồi có thầy Thích đi đâu đó thì con cũng không có gành, cũng quên rồi. Thì ba sư thầy đang cùng chung một tấm ảnh cùng với là một người là Hiếu Kỳ đã bắt gặp tại một cái quán phở ở ngoài Bắc. Thì các thầy đều mặc áo thun thường phục, chứ không phải là mặc áo sư thầy. Đó,
thì quý vị thấy thì trong nháy mắt thôi là tất cả đã được là ai về nhà nấy phải giải tán hết. Thì bây giờ mọi người về thì lãnh ai nấy tu, và bà con mình bây giờ buổi sáng đó thì chúng ta còn hoang mang, chúng ta còn chờ không biết ai bắt ông thầy của tôi rồi, rồi không biết làm sao mà gặp được thầy đây, không biết thầy xảy ra chuyện gì không. Thì cái điều đó lúc buổi sáng mình chưa có cái thông tin, thì với cái lòng thương thầy thương mến thì mình cũng có cái quyền lo lắng, là lo lắng cũng đúng thôi. Chứ bây giờ tôi mà không thương quý vị, tôi lo lắng làm cái gì? Thì quý vị có thương thầy, quý vị mới nóng lòng, mới nóng ruột ra ngồi phơi nắng luôn. Trong lùm cây nó mát muốn chết, con chịu không nổi con vô lùm cây, mà bà con phơi nắng đầu trần chân đất, ngồi dưới đó, ngồi tại cái bãi ra ô tô. Sáng con quay đợi tới 11, 12 giờ trưa, cuối cùng thì mọi người cũng tắt cái tia hy vọng, là biết rằng thầy không còn ở đó, thì mọi người mới chấp nhận ra về. Giờ tới giờ này là cũng còn gãi gác một vài người vẫn chưa chịu về, cũng đang dần giải tán thôi. Thì còn anh em YouTube tụi con, thì con thì cũng đang trên đường về quê rồi. Thì giờ ai về nhà nấy, thầy đã chúc phúc chúng ta như thế, một lời nhắn nhủ cuối cùng, coi như là một món quà để dành cho tất cả mọi người, để làm cái hành trang trên cuộc đời mình sao cho vạn vẻ. Dẫu mai này có gặp lại thầy hay không thì đó cũng còn là một hạnh phúc. Tại vì ít ra cuộc đời này dù duyên dày hay duyên mỏng, mình đã có duyên với ông thầy. Còn vô duyên bạc phận sẽ không bao giờ có, không bao giờ có chuyện đó. Con lên clip này là kịp thời, tại vì con chạy xe trời cũng nắng nóng lắm. Con dừng kịp thời để con cập nhật thông báo cho mọi người cùng biết, để chúng ta yên tâm hơn. Ai về nhà nấy rồi quý vị nha. Quý vị đừng có bao giờ thấy người ta đăng cái clip cũ nói rằng thầy đang bộ hành. Cái đó là cố tình dẫn dắt dư luận để người giả sử như quý vị nghe ông thầy trên đèo Hải Vân. Quý vị đi tới đèo Hải Vân rồi cuối cùng ông thầy không có đó, rồi làm sao? Có phải là lỡ chiến của bao người không? Đặc biệt là chúng ta đang ở miền Nam thì mới chết nữa. Cái đó là những thông tin mà con đưa một cách chân thành, một cách thiệt lòng đến tất cả mọi người. Bây giờ ai mà không yêu mến sư? Con cũng yêu mến sư, nên con giờ con đã về miền Nam một tuần trước, bây giờ con mới trở ra. Bây giờ con lại tiếp tục phải đi về miền Nam. Nhưng mà con cũng hạnh phúc khi còn thấy thầy trong 2 ngày còn lại một lần nữa. Chứ còn đối với những người mà con thiệt sự rất là tội, khi là họ từ xa họ mới tới, họ mới đợi thầy sáng nay đi thọ thực, sáng nay đi gặp, nhưng mà 4 giờ sáng họ ra thì hoàn toàn không có thầy ở đâu cả. Trong nói chung là làm hoang mang buổi sáng. Mà cái hoang mang ở đây không phải ai làm quá gì, mà là do mọi người nóng ruột. Là có một số người lại tung tin đồn bậy, nói là ai bắt ông thầy của tôi rồi, bây giờ ông thầy bị bắt mất tiêu rồi, ai làm gì ông thầy tôi, hay là ông thầy còn ở trỏng á, anh đảm bảo ông thầy chưa có ra. Đó, thì cái đó đang làm dấy lên một cái dư luận là không tốt. Nên bữa nay quý vị có chỉ trích lực lượng chức năng thì quý vị hãy cảm ơn lực lượng chức năng, khi lực lượng chức năng đã giải tán đúng người, đúng thời điểm và đúng lúc. Người ta nói là đúng người, đúng việc, nhưng mà phải đúng thời điểm đó mới hay. Thì bây giờ đang đúng thời điểm rồi đó. Quý vị biết không, từ ngoài Nghệ An đi vô được mấy người, từ ngoài tỉnh ra Thanh Hóa dài mười mấy 20 người, mà bây giờ vô tới đây đoàn tăng không cả gần 200, phải không? Ít nhất cũng 100, rồi giờ Phật tử nhiêu, ít nhất cũng 2000. Rồi bây giờ lực lượng chức năng người ta làm việc cho nhà nước, làm nhiệm vụ cho quốc gia, người ta có rảnh đâu đi theo để bảo vệ quý vị tối ngày. Rồi bây giờ cũng chính mình biết rằng thầy không kêu gọi, nhưng mà chúng ta tự phát như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự. Rồi kẻ xấu, những kẻ phản động, người ta lợi dụng, người ta đi vào trong đó, hay là những kẻ móc túi đâu này kia, cũng gây thiệt hại về tài sản cho quý vị, phải không? Ở đây là tất cả điều gì ít nước lợi nhà. Bây giờ cho con tin là bà con nghe qua lúc này đều không chỉ trích con. Cho dù bước hành trình của sư Minh Tuệ chính thức dừng lại đi chăng nữa, thì mọi người vẫn không có buồn. Tại vì gần đây có một số ý kiến cho rằng sư Minh Tuệ nên tìm một chỗ nào đó để mà tu đi. Tại vì càng như thế dân nó càng làm rối không à. Sư rất là tuyệt vời, sư rất là đạo đức, sư hành thiện rất là đúng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thậm chí Ấn Độ người ta còn cảm động. Nhưng quý Phật tử chúng ta không có chừa cho con đường để cho sư tu hành.
Quý vị thấy hổm gài, con đã nói rồi, con đã cảnh báo tương lai kiểu gì cũng có biến, nhưng mà không biết ở đoạn nào. Đặc biệt là hai ngày trước, không biết thức ăn của ai đưa cho thầy đó, vừa ăn xong bị tiêu chảy liền, xanh xao luôn, tiêu chảy mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là thầy thở còn không nổi nữa. Và hai ngày hôm nay, kể từ sau hôm đó, thầy đều di chuyển sau 3 giờ chiều. Thì quý vị thấy sức khỏe thầy đã yếu tới giường nào rồi. Thì làm gì có cái chuyện mà tiếp tục bộ hành đi vào Nam được nữa. Ở đây, cơ quan chức năng cũng con rất là cảm phục khi đã quan tâm thầy, quan tâm sức khỏe. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi là nhờ hỗ trợ như vậy mà thầy có cơ hội ẩn tu để dưỡng sức, để cho bình an trở lại. Chứ còn tiếp tục dặm trường này con không biết làm sao luôn. Quý vị thấy không, sau khi sự ra đi của sư Minh Thiện thì tiếp theo có một vài sư bị mệt, bởi vì bào mòn sức khỏe, chứ không phải nắng này nóng nhiều đâu. Nắng này có nóng, nhưng các sư đã đi quen rồi. Nhưng nếu như sức khỏe tốt là sẽ chống lại, người ta có sức đề kháng, nó bình thường. Còn đối với sư Minh Tuệ, từ Bắc vào Nam, từ ngoài Bắc còn da còn thịt, bây giờ vào tới đây còn xương không. Nhiều khán giả còn nói khi thầy thay cái y đó, vô tình nhìn thấy chứ không phải cố ý, thấy cả cái sợi be sườn. Thì quý vị thấy đi, nó ốm tới giờ cỡ nào, khiến cho người ta rơi nước mắt. Thì bây giờ được coi như là cũng đúng thời điểm, đúng lúc rồi đó, chứ không có sai chỗ nào cả. Bây giờ tiếp tục về Nam, mà qua cái đèo Hải Vân thôi con thấy chắc khủng hoảng. Bây giờ hầm đi không được, cao tốc đi cũng không xong. Bây giờ đèo Hải Vân mà cỡ 2-3 ngàn Phật tử đó nha, bu lên thì chắc xe khỏi có chạy luôn, rất là nguy hiểm. Rồi lực lượng chức năng thiết lập gào, thiết lập làm sao. Thật sự chính tất cả mọi người cộng đồng là đang thương thầy, thương không đúng cách, rồi thành ra là rối loạn. Nên bởi vì có sự can thiệp thì giờ này thật sự con cũng cảm thấy con mừng thay. Nói vậy đó cô chú. Còn hồi buổi sáng ra đó, con cũng tưởng rằng là sẽ đi ra để quay cảnh thầy thọ thực, quay từ xa cũng giống như những ngày trước để cho quý vị cùng nghe. Nhưng mà con đâu có ngờ, con đâu có ngờ rằng con ra mọi người còn bất ngờ hơn con tưởng tượng. Khi không còn khung cảnh giống như ngày thường, mọi người ngồi góc rồi xì xào rồi bàn tán với nhau. Có người thì buồn, ngồi co ro một chỗ. Bây giờ bấm điện thoại gọi liên tục, không biết thầy ở đâu rồi. Tự dưng một cách đột ngột chóng vánh, mà rõ ràng là hôm qua thầy vẫn còn đây, vẫn đi bộ hành với mọi người, vẫn đi bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng do mọi người không để ý là lực lượng chức năng đã thiết lập như vậy, nó đã khác hẳn với ngày thường. Và quý vị có để ý không, hai vị vệ sĩ ngày trước họ nói rằng họ về họ đổi ca, nhưng họ không trở lại. Thì có phải rằng họ cũng biết trước được sư Minh Tuệ đang chuẩn bị chấm dứt bộ hành? Quý vị có thấy chưa? Và những câu nói của những ngày trước đó của sư Minh Tuệ khi ngài còn ở ngoài đất Quảng Bình, thầy nói gì? Nếu như tiếp tục bà con mà làm rối lên quá, thầy sẽ chắc chắn là đi ẩn tu. Thì không ngờ câu nói đó hôm nay là sự thật. Và trước khi thầy ẩn tu, thầy không nói gì cả. Nếu như nói thì coi như bể kế hoạch. Và ở đây không phải là thầy có mưu tính gì, nhưng ở đây là thầy cũng muốn trả là sự bình yên cho bao nhiêu người dân đang lang thang ngoài đường như thầy. Thầy không muốn gì thầy mà mọi người phải xa gia đình, rồi phải lang thang như vậy. Chúng ta tu thì hãy ở nhà mà tu. Tại vì mọi người là tại gia chứ không phải xuất gia giống như thầy. Tại vì mọi người cũng không thể nào thực hiện hạnh nguyện giống thầy. Mỗi người đều có một sức lực riêng biệt. Thật ra thầy cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Còn bữa nay đối với cái sự bất ngờ đó, thì tuy rằng có bất ngờ thôi, tuy rằng hụt hẫng, nhưng nếu chúng ta chịu để ý, chúng ta sẽ biết từ trước. Và bản thân con nè, con còn sốc nữa khi con làm truyền thông chứ huống chi mọi người. Con cứ nghĩ rằng sáng nay con ra gặp ông thầy, nhưng cuối cùng sáng ra không có ông thầy đâu. Con hỏi mọi người đứng đây làm gì đông vậy, ủa sao không đi cho thầy thọ thực, tất cả đều trả lời với con một câu rằng ông thầy mất tiêu rồi. Rồi giờ cô chú hỏi con ở trên mạng, hỏi ông thầy đâu, giờ con cũng biết trả lời sao luôn. Con chỉ cúi đầu con nói, con chả biết ở đâu. Bây giờ tụi con chỉ nỗ lực tìm kiếm. Thì bây giờ một thông tin ít ỏi con truyền đạt tới mọi người để chúng ta an tâm, rằng thầy đang bình an để tu ở một nơi lâm sơn cùng cốc. Đó là thông tin chính xác.
còn nơi nào thì con không biết. Và thầy đi khi nào, trong đêm hay là chiều hôm qua thì con cũng không biết luôn. Nhưng con chỉ biết rằng một trong số đoàn tăng ni của sư thầy Thích Minh Tuệ thì họ kẻ ở miền Nam đã về miền Nam, kẻ ở miền Bắc đã về miền Bắc. Và trên một bức ảnh đã thấy được sư Kim Cang là đã mặc thường phục cùng ba vị sư thầy khác là đang ăn trong một quán phở, là chỗ đó là một trạm dừng xe khách ở phía Bắc. Thì chứng tỏ được rằng, chứng minh được là ai đã về nhà nấy hết rồi, thì không còn chuyện bộ hành nữa rồi cô chú ơi, là coi như tới đây là chấm dứt và kết thúc. Thì mọi người cũng đừng buồn, chúng ta hãy lật lại những clip cũ khi thầy còn bộ hành để mình coi, để mình đỡ nhớ thầy. Rồi hàng ngày mình học theo những cái gì mà trong quá khứ thầy đã từng đi bộ hành để gieo duyên đó, để áp dụng sao cho bản thân chúng ta được vẹn vẻ. Và bà con bá tánh mình cũng đừng có buồn, bởi vì sư thầy Minh Tuệ nói đi khi nào, đến hết cuộc đời thì thôi. Tất cả mọi người đừng có buồn, tại vì tuy rằng mình nói thì mình nói, nhưng người tính không bằng trời tính. Rồi ai cũng có cái duyên, đố ai biết trước ngày mai mà. Ngày nay vui vẻ, ngày mai thảm sầu. Câu nói mà con thường hay đưa qua cửa miệng đó, thì bữa nay nó ứng nghiệm, nó cho chúng ta thấy đời này nó vô thường lắm. Giả sử như sư Minh Thiện đi ngày trước vẫn còn với chúng ta, đâu có nghĩ rằng ngày nay thầy đã về với Phật. Còn sư Minh Tuệ đâu có nghĩ rằng là chỉ một khoảng 4-5 ngày sau đó mình lại chính thức chấm dứt bộ hành như ngày hôm nay. Thì đây đã là một thông tin sự thật rồi, sự thật rằng là sẽ chấm dứt bộ hành rồi nha cô chú. Và kể từ ngày mai sẽ không còn cái video nào nữa liên can tới cái vấn đề bộ hành của sư Minh Tuệ. Thì quý vị hãy lấy những gì đã cũ kỹ để làm cho mình cái hành trang, xem như là sư Minh Tuệ đã tặng cho mình một món quà vô giá, tặng cho mình một cái món quà để mình làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật đó. Mình thích thì mình cứ mở clip cũ mình xem. Còn chúng ta phải chấp nhận cái sự thật. Nhiều người còn không dám tin, tại vì trời ơi, mới tối hôm qua tôi còn đồng hành chung đi mà, bây giờ tôi vẫn còn ở đây mà ông thầy đi đâu? Tôi dứt quyết phải đợi ông thầy, đợi cho ra lẻ mới thôi. Nhưng cô chú có đợi tới nửa tháng thầy vẫn không có ở đó, thầy đã rời khỏi đó lâu rồi. Chỉ còn lại mọi người cố chấp, mọi người không chịu chấp nhận mà thôi. Sự thật là sự thật, là con người ở kiếp này mình hãy chấp nhận với thực tại nó đến với mình. Giống như sư Minh Tuệ ngồi ăn trong mưa, cho dù đang ăn mưa tới thầy không chạy, thầy mình chạy là mình tham được khô, mình sợ ướt.